Thạch Thành không chỉ nổi tiếng bởi hang Con Mong với những di chỉ khảo cổ về người tiền sử, mảnh đất này còn được thiên nhiên ban tặng những địa điểm đẹp đến mê lòng người. Về với thác mây, âm thanh của tiếng suối, hương của gió trời, ngắm nhìn ánh nắng trong veo cùng những hàng cây xanh mướt, mới hiểu tại sao thác này còn được gọi bằng một cái tên khác, mỹ miều và lãng mạn, thác chín bậc tình yêu. Thác Mây nằm trên địa bàn xã Thạch Lâm, Thạch Thành, cách thành phố Thanh Hóa hơn 90 km được xem là danh thắng độc đáo, là món quà tặng vô giá từ thiên nhiên. Thác mây dài khoảng 100 mét, gồm 9 ngọn thác lớn nhỏ được tạo thành bởi hệ thống núi đá vôi ở phía bắc Trường Sơn. Dòng nước từ độ cao khoảng 400 mét đổ xuống, nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ và huyền ảo đến ngỡ ngàng. Không những thế, phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây với làn nước trong vắt, hòa cùng khung cảnh thiên nhiên hữu tình, cũng níu chân bao khách du lịch. Với những bậc thang từ dưới lên trên bằng những phiến đá màu vàng kết hợp với dòng nước trong trắng xóa, không chỉ tạo nên vẻ đẹp rất riêng mà còn giúp du khách dễ dàng lên thác để khám phá, thưởng ngoạn. Bà con người Mường ở đây vẫn thường kể lại câu chuyện truyền thuyết về dòng thác hiền hòa này đó là lời truyền tai nhau về chín nàng tiên bay ngang qua thác và xuống tắm ở đây khi có lệnh truyền của ngọc hoàng chín nàng tiên vội vã bay về trời mà để lại chín dấu chân tạo thành chín tầng thác như ngày nay người dân tin rằng nếu các đôi uyên ương cùng nhau lên tắm thác thì họ sẽ nên duyên vợ chồng vì vậy họ gọi đây là chín bậc tình yêu Thác Mây có nước quanh năm, nhưng đẹp nhất có lẽ là vào các tháng 6, 7, 8. Vào những ngày nắng đẹp, thác nước trong vắt như pha lê. Cũng vì lý do đó, khách du lịch thường đến tham quan thác Mây vào thời điểm này. Khi thác đổ xuống sẽ tạo thành một dòng suối mát lạnh, giúp bạn có thể tận hưởng cảm giác tắm thác một cách trọn vẹn nhất. Người ta ví thác Mây dịu dàng như một cô gái mường ngày đêm vui đùa tung bọt trắng xóa lên trời. Xuôi xuống dưới chân thác, hòa mình giữa thiên nhiên tươi đẹp, nghe tiếng suối chảy róc rách, ngắm nhìn ánh nắng sớm mai chan hòa cùng màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Hít hà hương vị của đất trời cùng những món ăn đặc trưng của địa phương. Đây là những trải nghiệm tuyệt vời mà có lẽ ai cũng nên trải qua ít nhất một lần khi đến với thác mây thành hóa. với vẻ đẹp nguyên sơ còn được lưu giữ cùng sự quan tâm đầu tư ngày càng bài bản thác mây đang dần trở thành điểm đến lý tưởng thu hút hàng vạn du khách tới tham quan trải nghiệm